Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. 99,9% bệnh nhân COVID-19 ở ổ dịch tầng lớn nhất cả nước đã khỏi. 5.767 bệnh nhân COVID-19, chiếm 99,9% ở tỉnh Bắc Giang đã ra viện, chỉ còn 8 bệnh nhân tại cơ sở điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chủ yếu là các trường hợp nhẹ và không triệu chứng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện nay đã qua 21 ngày cả tỉnh không phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng, trong đó 8 trên 10 huyện đã qua 35 ngày không có F0 trong cộng đồng. Đến nay, tổng số trường hợp F0 cộng dồn của tỉnh Bắc Giang là 5.775 trường hợp. Hiện đã có 5.767 bệnh nhân COVID-19 ra viện, chiếm 99,9% tổng số bệnh nhân của tỉnh Bắc Giang, còn 8 bệnh nhân tại cơ sở điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chủ yếu là các trường hợp nhẹ và không triệu chứng. Trong ngày 6 tháng 8, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tiêm 5.300 liều vaccine COVID-19 cho người lao động trong các khu công nghiệp. Tính đến nay, tỉnh đã lĩnh 286.730 liều vaccine trên tổng số 368.450 liều vaccine được phân bổ, đã tổ chức tiêm được 322.577 liều vaccine, đạt 17,9% dân số toàn tỉnh. Trong đó, tiêm cho công nhân trong khu công nghiệp 126.669 liều, công nhân tại các cụm công nghiệp 85.582 liều, đối tượng theo nghị quyết 21, 107.943 liều, công dân Trung Quốc tiêm Verocell 4.801 liều, đối tượng khác 2.383 liều. Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 3.333 bệnh nhân COVID-19 xuất viện. Trong ngày 6 tháng 8, thành phố có thêm 3.333 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu lên 52.951 trường hợp. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến 6 giờ ngày 7 tháng 8, thành phố có 116.250 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó 115.871 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 379 người nhập cảnh. Trong ngày 6 tháng 8, thành phố có thêm 3.333 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 52.951 trường hợp. Hiện thành phố đang điều trị 31.964 F0, bao gồm người có kết quả test nhanh dương tính, trong đó có 1.213 bệnh nhân nặng đang thở máy và 14 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày, thành phố phát hiện thêm 2 ổ dịch mới tại khu dân cư, hiện có 31 ổ dịch đang diễn tiến đã được khoanh vùng giám sát chặt. Về tiêm vaccine, trong ngày 6 tháng 8, thành phố tiêm được 250.243 người, trong đó có 120 người phản ứng sau tiêm 30 phút. Như vậy, tính từ ngày 22 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 8, thành phố đã tiêm được 1.835.461 người. Tất cả những người tiêm đều an toàn. Hiện thành phố đang tiếp tục tiêm vaccine đợt 6 cho người dân với nguồn vaccine hỗ trợ của Bộ Y tế. Nguyên tắc của tiêm vaccine phòng COVID-19 của thành phố dựa trên sự tự nguyện đồng ý của bệnh nhân. Tình hình cách ly kiểm dịch, hiện thành phố đang thực hiện cách ly là 41.849, trong đó có 5.111 người đang cách ly tập trung, 37.020 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Riêng số trường hợp F1 được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế là 9.846 người. HCDC cho biết, sau lời kêu gọi chung tay tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch đến ngày 6 tháng 8, số lượng đăng ký tham gia đã hơn 7.000 người, bao gồm cán bộ y tế, cả tư nhân và công lập, khoảng 800 người, cán bộ y tế đã về hưu, lực lượng sinh viên và các ngành nghề khác. Sở Y tế đã sắp xếp và phân bổ nguồn lực này đến các sở y tế có nhu cầu. Thành phố vẫn đang rất cần sự tham gia đông đảo hơn nữa của lực lượng tình nguyện, nhất là những người có chuyên môn về ngành y như bác sĩ và điều dưỡng. Để đảm bảo cấp cứu kịp thời cho người dân, thành phố yêu cầu tất cả đơn vị y tế luôn mở cổng bệnh viện, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám và cấp cứu 24/7, đặc biệt vào ban đêm, khẩn trương đánh giá tình trạng người bệnh, sơ cấp cứu ban đầu, tùy tình trạng người bệnh mà quyết định việc tiếp tục điều trị người bệnh tại đơn vị hay cần chuyển tuyến điều trị, không được yêu cầu người bệnh phải có xét nghiệm test nhanh hoặc PCR dương tính với SARS-CoV-2 mới tiếp nhận. Thành phố đã có hướng dẫn các đơn vị xử lý trường hợp F0 tử vong theo đúng quy trình, đảm bảo lưu giữ tro cốt cùng với thông tin người mất để đợi người nhà đến nhận. Đối với việc người nghèo mắc bệnh tử vong, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí từ giai đoạn đưa thi thể người bệnh từ bệnh viện đến nơi hỏa táng và đảm bảo hết toàn bộ chi phí cho người này. Theo HCDC, thời gian qua, bên cạnh những nỗ lực của ngành y tế, thì các mô hình tự quản xây dựng vùng xanh của người dân đã được phát huy và mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Để tiếp tục cùng thành phố mở rộng thêm nhiều vùng xanh, mỗi người dân hãy tiếp tục thực hiện tốt các quy định của chỉ thị 16 và các biện pháp tăng cường, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tăng cường giãn cách giữa người với người, giữa nhà với nhà và tham gia tiêm chủng vaccine khi tới lượt. Bệnh viện dã chiến tuyến huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh chữa khỏi cả ngàn F0.
Không phải bệnh viện dã chiến thật sự, cũng không nằm trong các bệnh viện trong hệ thống 5 tầng của tháp thành phố Hồ Chí Minh, chỉ được gọi tạm là bệnh viện dã chiến tuyến huyện ở Bình Chánh, thế nhưng nơi đây đã điều trị khỏi cho hàng nghìn ca F0. Bình Chánh là một trong những huyện có số lượng F0 dẫn đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến sáng ngày 7 tháng 8, huyện có tổng cộng 11.762 ca nhiễm COVID-19. Các y bác sĩ, chính quyền đang nỗ lực từng phút từng giây để cứu sống hàng nghìn bệnh nhân COVID-19. Chúng tôi về, bệnh nhân sẽ chết. Tranh thủ ít phút nghỉ trưa ngắn ngủi, bác sĩ Nguyễn Viết Thịnh thuộc Bệnh viện Nhân dân 115, người phụ trách chính tại Bệnh viện dã chiến tuyến huyện Bình Chánh mới có cơ hội trò chuyện với chúng tôi. Theo đúng lịch của bệnh viện, đây sẽ là thời gian nghỉ ngơi của các y bác sĩ sau 5 tuần tham gia chống dịch. Tuy nhiên, đã nhiều tuần nay, bác sĩ Thịnh cùng 10 đồng nghiệp khác vẫn tình nguyện ở lại để cứu các bệnh nhân COVID-19. 2 tuần trước, bác sĩ Thịnh và 13 đồng nghiệp được điều đến Bình Chánh để điều trị cho các F0. Do số lượng F0 tăng mạnh, huyện đã tức tốc trưng dụng cụm 3 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và tiểu học Tân Túc để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Đặc điểm của 3 trường học này nằm kề nhau, có thể triển khai công suất lên hơn 1.800 giường điều trị. Do tình thế cấp bách, chúng tôi đã gấp rút chạy đua với thời gian để tiếp nhận và điều trị cho 2.000 trường hợp F0 của huyện Bình Chánh chỉ trong 2 ngày để kịp thời cứu sống các bệnh nhân suy hô hấp nặng, bác sĩ Thịnh nói. Do thành lập trong thời gian cấp bách, cơ sở vật chất của bệnh viện thiếu rất nhiều, từ oxy, thuốc, giường bệnh, huyện đã chủ trương kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ. Đến nay hầu như các trang thiết bị từ máy monitor, hệ thống oxy, máy thở thuốc đã đáp ứng kịp thời cứu sống hàng trăm ca F0 nặng. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân quá đông, các bác sĩ và điều dưỡng tại đây phải làm việc cực lực, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Không chỉ có bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng cũng được các bác sĩ hỗ trợ kịp thời. Số lượng bệnh nhân lớn, chúng tôi phải luân phiên nhau theo dõi những ca nguy kịch và hầu như không có thời gian nghỉ. Ban đêm nhiều ca trở nặng, chúng tôi chạy bộ lên các tầng cao vì không có thang máy để hồi sức cho bệnh nhân, bác sĩ Thịnh tâm sự. Dưới sự nỗ lực của các y bác sĩ, qua nửa tháng đi vào hoạt động, hàng nghìn bệnh nhân đã được xuất viện. Chúng tôi gần như đã kiệt sức. Nếu như nghỉ ngơi lúc này, nhiều bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi nghĩ bệnh nhân sẽ chết, bác sĩ Thịnh nói. Hàng nghìn ca F0 xuất viện, hàng trăm ca COVID-19 nặng được điều trị khỏi. Chiều ngày 6 tháng 8, trong buổi xuất viện, anh NVT, 34 tuổi, Bình Chánh, vui mừng khôn xiết vì đã được trị khỏi COVID-19. Tôi điều trị tại đây 2 tuần, ban đầu vào sức khỏe rất yếu. Điều tôi cảm thấy ấm áp và xúc động nhất đó là sự tận tình của các y bác sĩ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Không chỉ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng, bệnh viện dã chiến đặc biệt này còn chăm sóc cho các ca F0 là những em bé nhỏ tuổi, cho đến phụ nữ có thai, người già yếu và những bệnh nhân tâm thần. Đã có 3 bệnh nhân tâm thần được xuất viện. Hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho khoảng 70 bệnh nhân nặng, đã cho xuất viện hơn 1.000 bệnh nhân, trong đó có trên 150 bệnh nhân nguy kịch, ngang ngửa với con số xuất viện tại các bệnh viện dã chiến của thành phố, giúp số ca xuất viện của thành phố tăng lên từng ngày. Không chỉ riêng các y bác sĩ, nhiều tình nguyện viên là những sinh viên y khoa năm nhất, năm 2 đến năm 4 cũng góp sức mình vào cuộc chiến của bệnh viện. Họ là những người chăm sóc cho bệnh nhân, tập vật lý trị liệu, vệ sinh, cai máy thở, bất kể ngày đêm. Bạn Huy Thành, sinh viên năm nhất trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bản thân em cảm thấy mình cần đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Nhiều đêm liền chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng em vẫn cảm thấy rất vui. Chiều ngày 6 tháng 8, hơn 300 bệnh nhân của bệnh viện tiếp tục được xuất viện. Những chuyến xe chở bệnh nhân về nhà cũng là lúc những chuyến xe mới của các ca F0 đến điều trị. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và giúp đỡ các bệnh nhân cho tới cùng, nhưng chúng tôi cần có thời gian để nghỉ ngơi vì đã quá kiệt sức. Tôi vẫn mong muốn có thêm các đồng nghiệp sát cánh đến hỗ trợ chúng tôi để thêm nhiều bệnh nhân được phục hồi, bác sĩ Thịnh chia sẻ. Trao đổi với báo online, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh cho biết, trong quá trình bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng, do số lượng lớn, huyện đã chủ trương trưng dụng các trụ sở, công trình trên địa bàn để tiếp nhận thu dung các trường hợp dương tính, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ trang thiết bị cần thiết. 3 khu cách ly của trường Tân Túc như một bệnh viện dã chiến thật sự với trang thiết bị hiện đại để chữa trị cho cả bệnh nhân nặng. Điển hình là từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8 đã có hơn 700 bệnh nhân xuất viện. Huyện cũng đã huy động người dân và hệ thống chính trị để tham gia vào cuộc chiến chống dịch. Hiện nay Bình Lợi là xã đầu tiên của Bình Chánh thiết lập vùng xanh. Người dân tại đây tự phân công, giữ gìn giám sát và tự chăm lo lẫn nhau. 15 xã còn lại cũng đã đăng ký tổ dân dân xanh, ấp xanh, khu phố xanh. Chỗ nào thiết lập được vùng xanh thì có thể đăng ký và tham gia thi đua để các xã thi đua với nhau.